Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã bắt Ngô Văn Giang, tự Giang 36, đại ca giang hồ có số má ở khu chợ Điều, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Ba hôm trước khi Giang bị bắt, Trung tá Đinh Tú Anh, Trung tá Nguyễn Quang Trường cùng công tác tại Phòng Quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội Công an Đồng Nai, Đại tá Huỳnh Bảo Hùng, nguyên trưởng phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Biên Hòa và ông Phạm Văn Hiền, 35 tuổi, doanh nhân ăn tại phòng VIP 2 ở cửa hàng Lam Viên, thành phố Biên Hòa. Đến 14 giờ ngày hôm đó, ông Hiền có biểu hiện say, vừa ra khỏi cửa phòng thì nôn trúng vào chân ông Nguyễn Tấn Lương, 38 tuổi, là khách ở phòng VIP 8. Ông Hiền xin lỗi nhưng không được chấp nhận và bị táng. Vài phút sau, ông Hiền qua phòng kế bên có khoảng 10 người để xin lỗi thì xảy ra xô xát, khiến bạn của ông Lương bị thương ở đầu. Thấy nhiều tiếng động, quản lý nhà hàng gọi bảo vệ vào can ngăn, trật tự hai bên được vãn hồi. Không đồng ý cho nhóm ông Hiền về, Lương đã gọi điện cho Giang cùng nhiều người xăm trổ đến cổng nhà hàng, chặn ô tô 4 chỗ. Họ liên tục la ó, chửi bới, lấy đá chắn trước bánh xe và xiên xì lốp. Được cảnh sát can thiệp, ô tô của Trung tá Anh chạy về hướng ngã tư Vũng Tàu. Tuy nhiên khi họ đi chừng 200m, Giang tiếp tục chỉ đạo đàn em lên xe bán tải đuổi theo, chặn đầu, khoảng 10 xe máy khóa đuôi. Nhóm này đứng bao vây xung quanh, yêu cầu nhóm người trong ô tô ra ngoài nói chuyện. Sợ nguy hiểm, bốn người vẫn cố thủ trong xe, gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng. Khi lực lượng chức năng cảnh sát 113 xuất hiện, nhóm Giang đứng giạt ra hai bên, nên ông Tú Anh điều khiển xe rời khỏi quán. Thấy vậy, Giang hô hào cả nhóm đuổi theo chặn xe ông Tú Anh lại, la hét lớn tiếng dọa hành hung, dọa lấy mạng những người ngồi trong xe, gây náo loạn và ùn tắc giao thông nhiều giờ liền. Sau đó, mặc dù có thêm lực lượng công an phường Hiệp Hòa và công an Biên Hòa được tăng cường đến yêu cầu Giang và đồng bọn giải tán, nhưng nhóm của Giang không chấp hành. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, công an thành phố Biên Hòa phải tăng cường thêm lực lượng, điều động xe cầu đến giải quyết thì nhóm Giang mới giải tán. Giang Hồ gọi cho vợ giám đốc công an để răn đe công an. Theo kết luận điều tra, vào thời điểm cảnh sát 113 xuất hiện tại hiện trường trấn áp Nguyễn Tấn Lương cùng đồng bọn, thì Nguyễn Tấn Lương điện thoại cho bà NTH, vợ của một cựu giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, nhằm răn đe phản ứng của lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Nguyễn Tấn Lương gọi điện cho bà Hát, vợ đồng chí M, nguyên giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, và mở loa ngoài, mục đích là để các lực lượng công an giải quyết tại hiện trường nghe làm giảm tinh thần, trấn áp tội phạm, đồng thời tiếp sức cho Nguyễn Tấn Lương cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội, gây ách tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng tình hình chung của địa phương. Kết luận điều tra của Công an thành phố Biên Hòa nêu, vì sao cáo trạng lại bỏ lọt chi tiết này? Bà Thái Thị Thúy Ngân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa lý giải, đúng là kết luận điều tra có chi tiết này, Nguyễn Tấn Lương gọi điện thoại cho bà Hát và mở loa ngoài cho cảnh sát 113 nghe. Nhưng căn cứ để chứng minh bà Hát có vi phạm pháp luật hay không, tiếp tay hay không thì công an không chứng minh được. Nếu chứng minh được thì họ phải khởi tố. Thực tế, cơ quan điều tra có triệu tập bà Hát lên lấy lời khai, nhưng bà này có thừa nhận đâu. Nói tóm lại là không có chứng cứ chứng minh đồng phạm với các bị cáo khác. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa cho biết thêm. Bà Ngân cũng cho hay, khi nhận được kết luận điều tra có chi tiết này, bà đã kêu Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó trưởng phụ trách Công an thành phố Biên Hòa, hỏi có gì chứng minh nội dung này thì ông Tiến đưa ra lời khai. Tuy nhiên, khi đọc hết lời khai thì không có gì chứng minh được hành vi nào của bà Hát là vi phạm. Bà Ngân nói, Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố xử lý ai phải căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, chứ không căn cứ vào nội dung trong bản kết luận điều tra. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, khi chủ tọa thẩm vấn về trách nhiệm của Nguyễn Tấn Lương khi xúi dục người khác gây rối dẫn đến ùn tắc giao thông, bị cáo Nguyễn Tấn Lương cho rằng trách nhiệm này phải thuộc về cảnh sát 113, họ không giải quyết đúng trách nhiệm của mình, nếu họ làm đúng thì không xảy ra vụ gây rối. Xét xử,
Tòa Nhân dân thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Đình Giang cùng đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng. Cùng bị xét xử với Giang về tội trên còn có Nguyễn Tấn Lương, Nguyễn Duy Kỳ 31 tuổi, Mai Văn Căn 30 tuổi và Nguyễn Văn Sơn 30 tuổi đều trú thành phố Biên Hòa. Lúc 9 giờ cùng ngày, cả 5 bị cáo được dẫn giải đến tòa. Riêng những người liên quan gồm ông Huỳnh Bảo Hùng, Trung tá Nguyễn Quang Trường, Trung tá Đinh Tú Anh có đơn xin vắng mặt, anh Phạm Văn Hiền vắng mặt, nhân chứng Lê Vũ Trường Hải cũng vắng mặt. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lương bất ngờ xuất hiện, mặc dù bị cáo Lương có đơn từ chối bào chữa. Sau khi hội đồng xét xử hỏi lý lịch các bị cáo, luật sư bào chữa cho rằng việc thiếu vắng những người có nghĩa vụ liên quan có thể làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử và đề nghị tạm hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa để hội ý. Sau khi xem xét, chủ tòa hỏi lại thì Lương từ chối luật sư bào chữa và yêu cầu tiếp tục phiên tòa. Trả lời hội đồng xét xử, Nguyễn Tấn Lương cho rằng sau khi xảy ra vụ ẩu đà trong phòng VIP 8, anh Hải bị thương nên Lương gọi Giang đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi khám. Ngoài ra Lương còn cho rằng anh Tú Anh gọi người đến trước nên Lương gọi Giang đến hỗ trợ. Bị cáo Lương cũng phủ nhận việc xúi giục Giang chặn xe khiến giao thông ùn tắc. Mặt khác, bị cáo Lương cho rằng do lực lượng cảnh sát 113 không giải quyết vụ việc để xe chạy đi nên mới xảy ra vụ việc sau này. Hành động của bị cáo là gọi Giang tới do cảnh sát 113 không làm đúng trách nhiệm. Nếu 113 làm đúng trách nhiệm thì không có vụ việc này. Trong khi đó, bị cáo Giang khai được Lương gọi đến quán Lam Viên có công chuyện. Sau đó, Lương điện thoại cho Kỳ rồi chạy xe đến quán. Tại đây, Lương Giang nói rằng bạn bị đánh và chỉ xe của Tú Anh. Giang lên yêu cầu người trông xe xuống nói chuyện, sau đó chỉ đạo đàn em chặn xe. Bị cáo Kỳ thừa nhận Giang gọi điện đến có việc, đồng thời thừa nhận việc chặn xe là lối, thách thức người trong ô tô và giữ ông Huỳnh Bảo Hùng. Kỳ khai việc này do Giang chỉ đạo. Ngoài ra, Kỳ còn khai Lương có đứng chửi mắng trước đầu xe. Đến hơn 16 giờ, Giang ra lệnh rút lui thì cả nhóm mới giải tán. Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã tuyên án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Tấn Lương, Ngô Đình Giang mỗi bị cáo 4 năm tù, Nguyễn Duy Kỳ 3 năm 6 tháng tù, Mai Văn Căn và Nguyễn Văn Sơn mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Theo nhận định của chủ tọa, tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.